bạn nào có nhu cầu mở liên quân hay free fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop bằng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello. Anh trai. Gì? Hả? Mất công em gái từ Điện Biên về. Trai. Gì? Thằng Tôm Hùng. Thằng Tôm Hùng ai bảo mày ra đây? Tao ai bảo mày đòi ra đây? Bây giờ lại thèm Tôm Hùng gì? Mất công người ta đi từ Điện Biên về. Đi từ Điện Biên lên đây mà có biết tao tốn công tốn sức toát mồ hôi mày yes. Thế nào không? Đu. Đi máy bay chẳng được ngủ tí nào cả. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Anh trai người ta mua tôm hùm cho em gái cơ. Mua tôm hùm cho em gái luôn. Còn anh trai thì anh trai mình thì làm sao? Chỉ kim bo. Ừ. Có mua con tôm hùm thì cũng không mua bỏ cho em gái ăn. Này thì không mua. Út. Vào. Mày ở đấy mơ đi. Hả? Đấy mọi người ạ, thấy cay không? Mẹ cái thể loại em gái như này cay vãi nổi mọi người ạ. Thì người ta xuống Hà Nội thì đòi xuống bằng được, bây giờ xuống đây rồi thì đòi ăn tôm hùm. Thì thôi mọi người ạ, thôi thế thì đành phải đặt tôm hùm cho nó thôi. Nó đang ngồi ở trong phòng tự kỷ nói một mình gì mà anh trai người ta xong đủ thứ luôn mọi người ạ. Thôi thì bây giờ là mình đặt tôm hùm về cho nó nhá. Thì tại vì nó vừa mới thi xong nên mình thôi cũng đưa nó đi theo xuống Hà Nội theo. Nhưng mà chưa được đi chơi đâu, tại vì Hà Nội đang dịch ấy mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đặt tôm hùm về và hấp cho nó ăn. Khổ. Đây rồi mọi người ơi, thì tôm hùm nó đến nơi rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ gọi nó đến. Con Nhung kia. Gì? Ra đây. Ủa sao phòng bừa bộn thế? Ra gì? Ra đây. Bê cái hộp kia vào. Sao mày không tự bê đi? Tí mở ra xem, đóng cửa vào. Đó, bây giờ mở ra xem đi. Mở cái gì? Thế sao? Lại mày á, tao mà không mua á. Bây giờ mày đang ngồi khóc trong đấy. Mày giơ lên đi. Anh trai xem càng to không? Máy mày chửi ai? Đâu, đâu. Mày bảo anh trai gì mà đéo cần gì cơ mà. Thế gì chưa? Nào. Chửi đi. Không, thì bao giờ ai chẳng thế. Người ta em gái dịu dàng, ngoan hiền đức na này. Đây mọi người ạ, thì mình đặt to con tôm hùm này. Con tôm hùm này là 3 cân, mọi người thấy là to không? Và mình đặt thêm 1 cân là mực trứng này đó, mọi người thấy xịn sò không? Thôi thì bây giờ mang vào hấp, tao hấp cho. Dọn phòng đi. Ok. Và mẹ cầm mang vào đây. Đây, mọi người ạ. Mẹ nó to quá không để vào nồi được. Tại vì ở đây mình không có nồi to ấy. Nên thôi thì đành bỏ cái càng ra xong hấp hai nồi lên vậy mọi người. Ấy nhìn con to này nó sướng không mọi người. Cái càng của nó này. Rồi. Bây giờ là mình sẽ bỏ càng ra và hấp và cho vào hai cái nồi nhá mọi người nhá. Ok. Đây mọi người ạ. Thì mình cắt càng nó ra làm thành hai nồi này. Đây có mực trứng nữa mọi người. Bây giờ là mình sẽ hấp lên nhá mọi người nhá. Đó. Ok mọi người ơi. Ui, chín rồi mọi người ạ. Nhìn con tôm ngon không? Ui dồi ôi. Ok thì bây giờ là mình sẽ đi gọi con Nhung thôi mọi người ạ. Nhung ơi, chín rồi, ăn thôi. Nè, mày không thấy tao đang mệt à? Mấy nồi, người ta nấu gọi ra ăn còn quát người ta gì? Thì tao vừa dọn xong. Ui, sạch sẽ đấy. Ôi dồi.
mày mang hết cả nhà ra à? Hết cả nhà gì, cũng hết từng này đây. Úi rồi. Hết mà. Đây. Vai nồi quần áo của nó mang hết cả nhà ra. Cả nhà tao mang này ít thôi đấy nhá. Thôi thôi thôi, ra ăn, ra ăn, ra ăn. Thôi rồi. Sạch sẽ đấy, tí dọn cho tao nhá. Nhìn chút đồ đây. Cảm ơn anh trai nhá. Ừ, cảm ơn thái độ thế luôn. Cảm ơn, được rồi, con đòi hỏi nữa. Rồi thế ngồi xuống ăn đi, ta quay cho mày ăn. Đấy mọi người thấy không, xịn sò không? Thì bây giờ là ăn thôi. Ui giời ơi, nhìn ngon không? Ngon, làm sao ta bể được. Đây để ta làm cho. Đưa đây, để ta đây, cho cái này luôn. Bây giờ là mình sẽ cho nó xử lý xem là cầm xem nào. Ui nóng thế. Ui giời ơi, nhìn to chưa? Đây. Ok, xem nào. Ui, thịt to vai. Nhìn ngon vai. Xem nào, đây, cầm súp cho ăn luôn. Mày thấy anh trai mày tốt không? Ngon không? Ngon. Mẹ, bây giờ mình lại làm cameraman. Cái thật, không có ai quay chân quay của mình thì để quên trên máy bay mất. Thôi mày đừng có giả vờ nữa, ghét vậy. Nhưng mà nhìn có vẻ ngon thật đấy. Thử nước chấm này em nào. Uầy. Ui không nhịn được rồi. Ngon vậy, ngon không? Đây mọi người, mình thử miếng nhá. Chấm mới thế này. À, đây, mời mọi người nhá. Ôi, ngon thế. Ăn nhanh lên để ta còn ăn với. Cầm bát lên chấm luôn. Ngon không? Đúng vậy. Đúng ạ. Mày ăn tham thế, để người ta ăn đấy. Không đóng rồi nữa. Đói quá, nhưng mà mày ăn cái càng to nhất rồi còn gì. Ui, mọi người nhìn cái càng này. Thịt toàn thịt không. Thế nào? Ngon. Đây, quay ra ăn thử phát nào. Mình đói quá mọi người ạ. Nãy giờ mình còn xem nó ăn. Nhung. Bị hứng nhá. Ăn miếng to thế. Nhưng lợn có khác. Rồi. Tiếp miếng nước ba. Phải phê, gọi là phê cực kỳ luôn. Khiếp. Con gái con đứa ăn uống kìa, chồng chồng. Mày bảo con gái con đứa. Chẳng thế. Thôi này, cho em ăn phát này. Đấy, à, há mồm ra. Người ta cho người ta cái càng ăn hết rồi còn gì nữa. Đúng là đồ tham ăn. Đây, để dành cho cái nào. Vãi. Hết rồi còn gì nữa. Còn nhiều mà. Không. Càng nói gọi chưa ngon đâu, thịt ở đây nó mới ngon nè. Công nhận có thằng anh trai cũng được đấy. Lần sau có thể mà phát huy nha. Nãy mày chửi ai? Nãy mày bảo là anh trai gì mà. Chửi bao giờ? Hả? Nãy thôi. Đâu? Loại lươn lẹo. Đây, bây giờ để ta bóc cho cái này nhá. Đây, quay này. Nóng quá. Ui, nóng. Wow. Ui, nhìn thịt nó này mọi người nha. Nhìn cái này có vẻ ngon này. Đấy, bây giờ mình bóc cho con Nhung nhá.
quá. Phần này có gạch nó ngon lắm. Đây ăn đi. Ngon, cho ta đây xuống. Để ta quay cho. Ui giời, nhìn con tôm nó ngon chưa kìa mọi người kìa. Thịt là thịt không? Ui, mình mua con này là tổng là tất cả là 4.2 triệu ấy. 4.2 triệu mọi người ạ. Ui, mọi người nhìn miếng thịt này. Ui giời, mồ hôi chảy hết rồi kìa. Thèm ba. Ui giời ơi, ngon không? Ngon. Phải lắm rồi. Ngon quá. Uầy. Ui giời ơi. Ăn rồi. Đây. Đây mọi người ạ. Đây nhá. Nhìn ngon quá, ăn hết nhá. Ăn hết đi. Mồm mình to á. Thế thì kệ tao. Đây là hình ảnh của một con lợn đang ăn. Thịt nó chắc, nó kiểu luôn. Bôi lên áo. Bôi lên áo à. Xong mai đi giặt. Ngon quá mọi người ạ. Đây nha. Còn Nhung á. Nãy ôi giời ơi, anh trai gì bây giờ lại nịnh người ta. Bao giờ? Phải gọi là ngon, cực kỳ ngon. Đây nhá mọi người nhá. Ui. Ngon lắm. Mình ăn thử gạch của nó nhá. Ui, ngon quá. Béo ngậy ngon lắm. Ok mọi người ơi, chắc video của mình đến đây là kết thúc thôi. Bye tất cả mọi người nhá. Ăn xong rồi, dọn đi nhá. Ờ. Tốc độ vô. Tao đi ngủ ấy.